Rất vui mừng chào đón quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn đến với kênh Tổng hợp TV. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin gửi tới quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Nhìn tướng chán biết ai giàu sang phú quý, ai bạc mệnh. Vầng chán theo nhân tướng học có thể đoán định vận mệnh của con người. Vì vậy mà nhìn tướng chán có thể biết một người có số giàu sang phú quý hay không. Thứ nhất, chán tròn đầy. Người có tướng chán này thường khoan dung nhân hậu, luôn hòa nhã với mọi người. Họ sống khiêm nhường không áp đặt, có nhân duyên tốt nên được nhiều người yêu mến. Mặc dù có tướng giàu sang phú quý nhưng họ khá mềm yếu, hay muộn phiền vì tình cảm. Là người giàu cảm xúc nên họ dễ vướng vào lưới tình. Khả năng sáng tạo của họ lớn nhưng lại hơi thiếu nhẫn nại, nên thường xuyên thay đổi công việc để tìm cảm hứng mới mẻ. Thứ hai, chán hình thang. Đường chân tóc và chán của người này tạo thành hình vuông, hai bên là đường chéo góc, tạo thành hình thang. Người sở hữu nét tướng này gây ấn tượng về sự chính trực, cương nghị. Họ sống theo chủ nghĩa hiện thực, sống thực tế chứ không mơ mộng viển vông. Trong tình yêu và hôn nhân, họ thường coi trọng xem xét khả năng tinh tế của đối phương. Khi làm việc họ luôn nghiêm túc, cẩn thận nhưng lại không giỏi lên kế hoạch, không có tài mưu lược nên chỉ thích hợp làm những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác. Nếu là phụ nữ, họ mạnh mẽ không kém đàn ông, xông pha chiến đấu trong mọi lĩnh vực, có thể phát huy khả năng của mình đến hết mức có thể. Đây cũng là tướng phụ nữ vượng phu mà nhiều người đàn ông muốn lấy về làm vợ. Thứ ba, chán cao rộng. Người có tướng chán này số mệnh bôn ba cả đời, tự lực cánh sinh, mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Họ cũng là người thông minh lanh lợi, có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Nhân tướng học cho rằng chán có liên quan mật thiết với đời người. Người có chán cao rộng thích hợp làm những công việc liên quan đến nghệ thuật hoặc giàu tính sáng tạo như kiến trúc sư, nhà văn, thạc sĩ. Trong tình yêu, họ cực kỳ lãng mạn, biết cách thu hút người khác giới, cũng dễ dàng lấy được trái tim của người trong mộng. Trong mối quan hệ hai người, họ luôn là người chủ động. Thứ tư, chán thấp, ngắn. Người có đường lông mày và đường chân tóc gần nhau, chán thấp và ngắn trời sinh không được thông minh lanh lợi, không thích hợp làm công việc cần tư duy logic. Họ hợp với những công việc đòi hỏi thể lực, vì như vậy mới phát huy được khả năng của bản thân, có cuộc sống ổn định. Còn nếu làm những việc không đúng với sở trường thì thời trẻ phải chịu nhiều cực khổ, hậu vận sau này mới dần khẩm khá. Nếu chuyên tâm tìm hiểu một lĩnh vực thì sau năm 40 tuổi sự nghiệp sẽ phát triển. Theo tướng số, họ không nhận được nhiều tình yêu thương của người cha, sớm phải bôn ba mưu sinh, tiền vận gặp nhiều trắc trở. Thứ năm, chán cao vô. Đây là mẫu người ưa tư duy, thông minh và biết cách đối nhân xử thế. Họ có tính cách hài hòa thân thiện, được nhiều người quý mến. Người có tướng chán này thường tài trí hơn người, có tầm nhìn xa trông rộng, sống lý trí, không dễ bị kích động. Trong công việc lẫn tình yêu họ rất nhạy bén và tinh tế. Với khả năng quan sát tốt, có thực lực nên họ luôn chăm chỉ cần cù, dồn hết tâm sức để đạt được mục tiêu đã định, là tướng người giàu sang phú quý. Thứ sáu, chán chữ M. Đây là tướng chán mỹ nhân. Phần tóc ở giữa chán có xu hướng vươn dài ra một chút so với hai bên, tạo thành hình dáng tóc tiếp giáp chán giống như một góc nhọn hướng xuống. Theo nhân tướng học của người có chán này thường có số đào hoa, là phụ nữ không được cha yêu thương, kết giao với bạn bè khác giới từ khi còn trẻ. Họ sống thiếu thốn tình cảm nên phụ thuộc, dựa dẫm vào đàn ông, dễ yếu lòng trước đàn ông hơn mình nhiều tuổi. Tuy nhiên, họ thường không có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Tính tình họ có phần cố chấp. Nam giới phải chịu nhiều vất vả, phải lăn lộn sớm. Là con một thì càng gặp sóng gió,
nhưng nếu sau gáy dày, đầy đặn thì trước năm 28 tuổi sẽ có thành công nhất định. Thứ bảy, chán hói. Nếu còn trẻ mà đã có khuynh hướng hói đầu thì người này tuy nhanh nhẹn hoạt bát nhưng hay lo lắng muộn phiền. Họ hay ôm việc vào mình, không thích nghe theo ý kiến của người khác. Họ không giỏi hợp tác nên trong công việc gặp nhiều khó khăn. Họ khá độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Họ giỏi tấn công, yếu phòng ngự, không thích hợp làm công việc liên quan đến ngành dịch vụ. Người này cần tiết chế cái tôi cá nhân, lắng nghe kinh nghiệm của người đi trước, tùy cơ ứng biến để giải quyết vấn đề. Trên đây là nhìn tướng chán biết ai giàu sang phú quý, ai bạc mệnh. Cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Chúc quý vị, anh chị có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn.